Chiều ngày 7 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke Acid tại quận Cầu Giấy, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Hùng bồi thường cho gia đình của 3 nạn nhân, mỗi gia đình 230 triệu đồng. Theo bản án, tháng 3 năm 2018, bị cáo Hùng mua lại cơ sở kinh doanh karaoke Isis tại số nhà 231 phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Lúc đó, quán đã được cấp phép hoạt động kinh doanh với 6 tầng và 1 tum. Đến tháng 2 năm 2022, Hùng muốn tăng doanh thu nên thuê người cơi nới thêm tầng 7 để mở thêm 2 phòng. Hùng cho thiết kế, lắp cách âm và lắp đặt hệ thống điện cho phòng cơi nới, nhưng không thông báo với cơ quan chức năng. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, Hùng biết quán phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, bị cáo vẫn lén lút tổ chức đón khách, dù hồ sơ cấp phép chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, quán karaoke Isis xảy ra cháy. Trong lúc Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Trung úy Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc tìm cách chữa cháy, đám vật liệu bất ngờ rơi xuống chặn cầu thang, bịt lối thoát, khiến 3 người bị mắc kẹt và tử vong. Khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 8, nhân viên trường Đại học Hạ Long đã phát hiện một thi thể phụ nữ trong tình trạng lõa thể nằm trong bồn hoa cây xanh ở khuôn viên của trường. Ngay sau khi nhận được thông báo về sự việc, lực lượng chức năng thành phố Uông Bí đã phối hợp với nhà trường đưa thi thể đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển và tổ chức xác minh danh tính. Dựa trên nguồn tin trên mạng xã hội về một gia đình ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang tìm con gái bị tự kỷ đi khỏi nhà, cơ quan chức năng đã mời gia đình này đến nhận diện. Người thân trong gia đình đã tới Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển và xác định thi thể được phát hiện ở trường Đại học Hạ Long là chị Dê, 19 tuổi, ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Chị Dê bị bệnh tự kỷ từ bé, đang học ở một trường trung học phổ thông thì gia đình phải cho nghỉ học ở nhà. Hiện Công an thành phố Uông Bí đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 26 tháng 7, Phòng BC03 cùng đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thủ Đức phát hiện Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1989, ngụ quận Bình Thạnh, đang giao nhận và vận chuyển 320 áo thun giả thương hiệu ở trước cửa kho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất may mặc VNS tại con hẻm đường Mang Thiện, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tài khai số hàng trên là giả, mua từ công ty này ở quận Gò Vấp do Đặng Thái Huân, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bình Thuận làm giám đốc. Khám xét kho hàng, công an thu thêm 600 bộ quần áo thể thao nhãn hiệu nổi tiếng, xe ô tô. Mở rộng, công an khám xét xưởng may của công ty này ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và thu 8 CPU chứa nhiều tài liệu liên quan việc làm giả các sản phẩm may mặc, máy may, máy in. Phía công ty bị làm giả cho biết, số hàng bị thu giữ đều là giả và cũng không ủy quyền cho Hưng sản xuất. Tổng lô hàng máy móc trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tài và Hưng về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Ngày 7 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, qua kiểm sát đột xuất, phát hiện Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới vi phạm nghiêm trọng trong thừa hành công việc. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, thực hiện yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm sát đột xuất việc thi hành án dân sự đối với vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, yêu cầu Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới ban hành quyết định đình chỉ thi hành án. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình, bà Phạm Thị Ngọc Tú, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Du lịch Green Star, gọi tắt công ty Green Star, phải trả khoản vay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội số tiền hơn 53 tỷ đồng, tài sản thế chấp là khách sạn Green Star. Theo văn bản số 2140 trên QĐ-VKS B8 do ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình ký ngày 19 tháng 7 năm 2023 nêu, trong thời hạn thi hành án, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đã nhiều lần gửi đơn xác nhận đã thu nợ số tiền hơn 44 tỷ đồng, số tiền phải thi hành án còn lại,
đã được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chấp thuận miễn giảm toàn bộ và đề nghị đình chỉ thi hành án số dư nợ còn lại, thực hiện các thủ tục để bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Ngọc Tú. Tuy nhiên, sau khi nhận đơn yêu cầu đình chỉ việc thi hành án, Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới không ra quyết định đình chỉ. Từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình kháng nghị vi phạm về việc không ra quyết định đình chỉ thi hành án, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Đồng Hới chấm dứt vi phạm nghiêm trọng và trả lời cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1982, trú xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, để điều tra làm rõ hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Cụ thể, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Hương đã cho họ vay tiền với lãi suất cao, vay 1 triệu phải trả lãi từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một ngày. Khi người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện, đăng tải lên mạng xã hội đe dọa, chửi bới người vay nhằm gây sức ép. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ xác định Nguyễn Thị Lan Hương đã cho nhiều người vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Liên quan đến vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 7 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết, dự kiến ngày 21 tháng 8, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế thêm 8 căn. Hiện các cơ quan chuyên môn của thành phố Phú Quốc đang hoàn thiện các thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế. Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc khuyến khích người dân nên tự tháo dỡ công trình vi phạm trước khi bị cưỡng chế. Khi tự tháo dỡ, chủ biệt thự phải có thông báo để chính quyền địa phương giám sát và nghiệm thu đã trả lại đúng hiện trạng đất ban đầu. Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên, rộng gần 19 hectare, là đất rừng phòng hộ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thu hồi và giao cho Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khoảng năm 2017 đến năm 2018, một số người dân địa phương đã bán đất bằng giấy tay cho nhiều người ở tỉnh thành khác. Những người mua đất này sau đó đã chia lô, diện tích từ 200m2 đến 350m2 một lô và làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp thoát nước, kéo điện, tiếp tục bán lại cho những người khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm trong dự án phần mềm triển khai tại các đơn vị thuộc sở. Trước đó, tháng 6 năm 2022, kết luận số 08 trên KLTT của Thanh tra tỉnh Gia Lai đã nêu rõ những sai phạm trong việc triển khai mua sắm 13 dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mà Sở Giáo dục và Đào tạo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao làm chủ đầu tư. Cụ thể, việc mua sắm hệ thống phần mềm số hóa và quản lý dữ liệu EDM xảy ra sai phạm hơn 1 tỷ đồng, gồm thanh toán thừa 17.700 trang dữ liệu và áp đơn giá không đúng nội dung công việc thực tế, số tiền hơn 570 triệu đồng, sai phạm nội dung chỉnh lý tài liệu hơn 458 triệu đồng. Đối với phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã nghiệm thu, thanh toán trong khi chưa có phần mềm, số tiền sai phạm 670 triệu đồng. Phần mềm quản lý thư viện MasterLib mua sắm trùng lập với các phần mềm của 19 trường học trong tỉnh, gây lãng phí cho ngân sách hơn 140 triệu đồng. Về phần mềm quản lý ngân hàng đề thi năm 2020, thực tế cung cấp đĩa CD, Master Test, bản Client cho 17 phòng giáo dục và đào tạo, nhưng sở đã thanh toán giá tiền của phần mềm Master Test, bản Server, chênh lệch 464 triệu đồng. Hiện nay phần lớn các đơn vị chưa sử dụng phần mềm này. Ông Nguyễn Tư Sơn giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020. Liên quan vụ sạt lở đất đá vùi lấp nhiều ô tô con ở khu vực Hồ Ban Tiện thuộc thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn vừa tiến hành kiểm tra thực địa, làm việc với chính quyền địa phương để đánh giá nguyên nhân và hiện trạng tại khu vực hiện trường vụ sạt lở. Qua kiểm tra tại hiện trường khu vực sạt lở có một tuyến đường bê tông dài khoảng 600m, rộng 6m và có độ dốc rất lớn, chạy từ đỉnh núi tiếp giáp đường phòng chữa cháy.
Tại thời điểm kiểm tra, vẫn có hiện tượng khá nhiều nước chảy từ trên đỉnh núi theo mặt đường bê tông xuống chân dốc, kéo theo nhiều đất đá. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cảnh báo trong thời gian tới, nếu vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, đặc biệt là khi lượng mưa trên 100mm, tuyến đường như vậy sẽ tiếp tục tập trung nước chảy. Cùng với độ dốc cao, dòng chảy sẽ uy hiếp trực tiếp đến an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực, nhất là khu dân cư tại đội 5, xóm Ban Tiện. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện hai bên rãnh thoát nước của con đường phòng cháy chữa cháy tại khu vực chứa nhiều bùn rác, do lâu ngày không được dọn dẹp, nạo vét, khiến nước chảy tràn sang bên đường. Đại diện đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho rằng, nếu con đường phòng cháy chữa cháy này không được nạo vét thường xuyên, thì khi mưa lớn, nước không thoát đi mà chảy tràn sang hai bên đường, đổ xuống ta luy phía dưới gây lũ, sạt lở. Cùng với đó, còn có nguyên nhân khác là do các ô tô đổ dọc hai bên lề đường đã vô tình cản dòng nước, khiến bùn đất và rác bị ứ động không tiêu thoát được. Sau thời gian ngắn mưa to, bùn đất đã vô tình vùi lấp các ô tô trên.